Yo, chào mừng các em đã quay trở lại. Và trong nội dung của ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng đến với lại những cái nhìn đầu tiên về Jean Jean. Hiện tại thì miHoYo đang đưa chúng ta tới với lại những cái nhân vật mới với cái khả năng chuyên tinh thông hỗ trợ một cái mảng nào đó. Ví dụ như là cô Yosara chuyên hỗ trợ rất là tốt đối với lại hệ lôi, có khả năng hỗ trợ lôi thần, tây đâu, Catherine. Goro thì chuyên hỗ trợ rất là tốt đối với lại hệ nham, có khả năng hỗ trợ Noel, Ito và Abaddon. Thoma thì hỗ trợ rất là tốt cho Hu Tao, còn Shen He thì hỗ trợ rất là tốt cho hệ băng. Như vậy, theo các anh em, Jean Jin sẽ hỗ trợ rất tốt cho những nhân vật như thế nào? Thành thật mà nói thì Jean Jin chỉ là nhân vật 4 sao mà thôi, nhưng mà cái tạo hình của nó đã gây ấn tượng cực mạnh đối với lại mình. Một sự kết hợp giữa truyền thống Trung Quốc và Lolita. Và sau khi mà xem xong những hình ảnh của cô nàng này in game thì mình không thể nào kiềm chế được mà phải nói rằng nhất định mình phải có cô nàng này ở trong đội hình của mình. Đầu tiên, chúng ta hãy cùng đến với lại chỉ số cơ bản của nhân vật này. Tất cả đều thấp, chỉ có mỗi phòng ngự là cao. Đồng thời, khi mà đột phá thì tăng hiệu quả nạp. Tấn công thường của Zhen Jin cũng không có gì đặc biệt. Tỷ lệ sát thương của nó dựa vào tấn công cũng không cao. Nhưng mà có một cái bí mật mình muốn chia sẻ với các anh em, đó chính là những cái đòn đánh tay của cô nàng này rất là dễ thương. Và rất nhiều anh em chia sẻ với mình là sẽ build tấn công thường của Zhen Jin để mà có thể nhìn ngắm được những cái đòn tấn công này. Ok, rõ ràng chúng ta sẽ build được nhưng mà hiệu quả của nó thì chắc chắn là sẽ không cao. Tiếp theo, chúng ta hãy cùng đến với là kỹ năng nguyên tố Toàn Vân Khai Tương. Kỹ năng này chúng ta có thể sử dụng nhấn hoặc là nhấn giữ và căn cứ vào thời gian tụ lực, trạng thái khi giải phóng sẽ chia thành tụ lực lần 1 và tụ lực lần 2. Kỹ năng này nó hơi giống với là kỹ năng bắt sóng của Beidou nhưng mà nó đã thân thiện và dễ sử dụng hơn rất nhiều. Đối với lại Beidou, để mà tăng sát thương á, thì chúng ta phải dựa vào số lần bị tấn công hoặc là phải phản đòn hoàn mỹ. Thật sự khi mà mình chơi Beidou, mình nói với các anh em, chia sẻ thật luôn của các anh em, rất khó để mà chúng ta phản đòn hoàn mỹ. Nhưng mà đối với là Zhen Jin thì nó đã khác rồi. Nếu như mà chúng ta không bị tấn công thì chúng ta cứ nhấn giữ, thì dựa vào cái thời gian tụ lực thì nó cũng sẽ lên tới tụ lực lần 2. Nội tạng 1 vụ thụ bản chân, nó giống y chang cái nội tạng 1 hào quang rực rỡ của Beidou. Sử dụng kỹ năng nguyên tố ngay lúc bị tấn công thì Toàn Vân Khai Tương sẽ được thi triển bằng hình thức nhấn giữ tụ lực lần 2. Và tỷ lệ sát thương của nó trên phòng ngự rất là lớn các anh em. Nếu như mà đến tụ lực lần 2, tại cấp độ 10 lên tới 671% phòng ngự. Thời gian cooldown siêu ngắn chỉ có 9 giây thôi. Và trong lúc mà chúng ta tụ lực thì nó cũng có một cái khiên hấp thụ bằng 21,6% máu của chúng ta cộng với lại 2542. Rất là dày đối với lại cái việc đỡ một cái đòn tấn công. Các em lưu ý là cái khiên hấp thụ này là cái khiên tạm trong lúc mà chúng ta tụ lực thôi, nó không thể mà hỗ trợ đồng đội được. Vì vậy cho nên là Zhen Jin không phải là một cái nhân vật tạo khiên. Như vậy kỹ năng nguyên tố vẫn chưa phải là kỹ năng hỗ trợ đồng đội, nó vẫn là một kỹ năng tấn công. Chúng ta cùng đến với là kỹ năng nộ phá chướng kiến tinh nghi. Đầu tiên thì nó sẽ gây sát thương phạm vi nguyên tố nham, đồng thời cung cấp một cái buff phi vân kỳ trọng cho tất cả các nhân vật trong đội ở gần đó. Sát thương nguyên tố nham ở cấp độ 10 là bằng 439,2% tấn công. Tỷ lệ phụ thuộc vào tấn công rất là cao. Tuy nhiên, Zhen Jin lại là một cái nhân vật tập trung vào phòng ngự, nên là rõ ràng cái đòn này nó sẽ không gây nhiều sát thương. Mà chủ yếu là cái đặc sắc của cái đòn này, nó nằm ở cái chỗ phi vân kỳ trận nè các anh em. Kỳ trận buff này nó sẽ hỗ trợ các nhân vật trong đội khi gây sát thương tấn công thường cho kẻ địch, sẽ căn cứ vào sức phòng ngự của Zhen Jin để tăng thêm sát thương gây ra. Thời gian duy trì của nó là 12 giây, còn số lần hiệu lực của nó là 30 lần. Và số lần hiệu lực của nó cũng giống như là băng linh của Shen He, căn cứ vào kẻ địch trúng đòn để mà tiêu hao số lần hiệu lực. Và hiệu lực phi vân kỳ trận của mỗi nhân vật trong đội sẽ tính độc lập với nhau. Cái hiệu quả tăng sát thương dựa trên phòng ngự của Zhen Jin này có rất nhiều những cái tranh cãi cũng như là những cái giải thích ở trên mạng. Bây giờ mình xin đưa ra một thông tin chính thức đến từ Wiki. Và nếu như mà anh em nào vẫn còn thắc mắc thì mình sẽ để link của Wiki bên dưới để cho các anh em tham khảo. Cái bóp này nó giống với lại thiên phú cố định suy kim soạn ngọc của Zhang Li hay là nội tại của cây kiếm con Thoi Chu Sa đó. Nó được tính như là Damage Flat. Như vậy đối với lại sát thương tạo thành, nó sẽ còn được nhân thêm sát thương bạo kích và sát thương nguyên tố nữa. Mình lấy ví dụ như là phòng ngự của Zhen Jin là 2000 đi, nhân với lại cấp độ 10 đó chính là 57,89%. Thì Damage Flat nó hỗ trợ tất cả đồng đội của nó sẽ là 1141. Nhân vật hỗ trợ ở đây mình lấy ví dụ đó chính là Razor. Thì nhân vật này có 83% sát thương vật lý.
kèm với lại 35% đến từ bộ 4 món lễ bế mạc, thì như vậy là nó lên khoảng chừng 123%. Tiếp theo thì sát thương bạo kích khoảng chừng 150%. Như vậy là sát thương của Jin hỗ trợ cho Razor khoảng chừng là 3510 trên mỗi lần đánh thương. Và hỗ trợ tổng cộng là 30 lần, như vậy là hỗ trợ khoảng chừng trên 100.000 sát thương. Điều này là mình đang tính ở trên Razor của mình. Chứ mà chắc chắn nếu như mà chúng ta có Jin hỗ trợ thì Razor của chúng ta sẽ phải build sát thương bạo lớn hơn, rồi build sát thương vật lý cũng lớn hơn. Ngoài ra nó còn hỗ trợ cho tất cả các thành viên ở trong đội nữa. Và mình nghĩ ngay đến Chuji các anh em, một nhân vật kết hợp cực kỳ tốt với lại Razor. Và lúc này Chuji của chúng ta cũng hoàn toàn có khả năng gây sát thương hỗ trợ bằng những cái đòn tấn công thường của mình. Và với hai cái nâng cấp, một đến từ bộ Sakura Đại Dương, hai đến từ Jin, thì Chuji của chúng ta lúc này hoàn toàn có khả năng trở thành một nhân vật hỗ trợ sát thương. Và nếu như mà các anh em thấy cái sự hỗ trợ này vẫn chưa đủ đô, thì chúng ta hãy cùng đến với lại cái nội tại 2 Mạc Tùng Hàng Khê của Jin. Nó sẽ tăng thêm cái buff tăng sát thương của Phi Vân Kỳ Trận phụ thuộc vào số nhân vật nguyên tố ở trong đội hình. Lần lượt là 2.5, 5, 7.5, 11.5 phòng ngự của Jin, tùy thuộc vào số loại nguyên tố nhân vật sở hữu ở trong đội. Như vậy là với cái nội tài này, nó sẽ khuyến khích chúng ta build mỗi nhân vật một loại nguyên tố ở trong đội hình. Hoặc là chúng ta cũng có thể sử dụng hai nhân vật cùng một loại nguyên tố. Vẫn tăng tới 7.5% vào trong cái damage flat, vẫn là rất nhiều các anh em. Phải nói là từ nãy tới giờ, Jin là một cái nhân vật quá là ấn tượng đối với lại mình. Và chúng ta hãy cùng qua xem nhanh cái cung mệnh của cô nàng này, xem nó có xứng đáng là để cho chúng ta đầu tư hay không nha. Đầu tiên, cung mệnh 1 giảm 18% thời gian cooldown của kỹ năng nguyên tố. Kỹ năng nguyên tố thời gian cooldown chỉ có 9 giây mà bây giờ nó còn giảm thêm 18% nữa. Một cái hỗ trợ quá tuyệt vời. Cung mệnh 2, sau khi mình thi chuyển kỹ năng nộ, sát thương đánh thường tạo ra của tất cả các nhân vật trong đội sẽ tăng thêm 15%, duy trì trong vòng 12 giây. Lại một cái cung mệnh cực kỳ tuyệt vời nữa. Tăng 15% sát thương là tăng rất nhiều đó các anh em. Ok, thời của các nhân vật đánh tay, đánh thường, ví dụ như là Razor, Chuji là đến rồi các anh em. Đến rồi đó. Ok, hãy đến với lại cung mệnh 4 nha các anh em. Sau khi mà Jin kích hoạt phản ứng kết tinh, sức phòng ngự của cô ấy tăng 20%. Tăng phòng ngự có nghĩa là tăng hỗ trợ, nhưng mà 20% thì thật sự là không nhiều, không đáng kể lắm. Tuy nhiên là cũng có tăng hỗ trợ rồi. Và chúng ta hãy cùng đến với lại cung mệnh 6, Trang Hài Tịnh Cử. Nhân vật trong trạng thái Phi Vân Kỳ Trận sẽ tăng 12% tốc độ tấn công thường. Lại một cái tăng nữa vào trong tấn công thường. Dealer của chúng ta mà nhận được cái Trang Hài Tịnh Cử này là chém như siết luôn. Đảm bảo với các anh em luôn là chém bay tóc luôn. Ok, một cái cung mệnh quá là đáng đồng tiền bát gạo luôn. Nhưng mà tận cung mệnh 6 luôn. Có lẽ là chúng ta sẽ đến được với lại cung mệnh 6 của Jin, nhưng mà trong tương lai khá là xa chứ không phải là ngay bây giờ. Và có một cái tiết lộ nhỏ nữa, đó chính là trong sự kiện Tết Hải Lăng năm nay, chúng ta sẽ có phần thưởng, đó là một nhân vật ly dê 4 sao chọn. Và các anh em sẽ lựa chọn Jin chứ. Nhìn chung, Jin là một cái nhân vật hỗ trợ rất là đơn giản. Phòng ngự càng cao càng tốt và nạp đủ dùng. Nếu mà có điều kiện thêm tỷ lệ bạo sát thương bạo càng tốt, còn nếu không thì thôi. Phòng ngự thì chúng ta sẽ đến từ bộ thánh di vật, còn nạp thì chúng ta sẽ đến từ vũ khí. Rõ ràng tại vì chúng ta chưa có vũ khí giáo dài tăng phòng ngự. Một con đường rõ ràng, một cách build dễ dàng dành cho Jin. Và đây sẽ là một nhân vật rất là thân thiện. Tuyệt vời, không có gì để mà ngoại trừ một điều, đó chính là nó chỉ hỗ trợ những cái nhân vật tập trung vào tấn công thường hoặc là một phần tấn công thường mà thôi. Tóm lại, theo đánh giá của mình, Jin chính là một cái buff cực kỳ mạnh mẽ dành cho những cái nhân vật tập trung vào tấn công thường như là Razor, Yomiya, Chuji. Thời của Razor và Chuji của mình đã đến rồi với cái đội hình này các anh em. Chắc chắn là mình sẽ sử dụng cái đội hình này và vượt La Hoàng cho các anh em xem. Còn bây giờ thì các anh em đánh giá như thế nào về Jin? Đừng quên chia sẻ xuống bên dưới để chúng ta cùng nhau thảo luận thêm. Còn bây giờ, tạm biệt các anh em và hẹn gặp lại tất cả các anh em trong những nội dung sau.